Công việc của cán bộ tín dụng như anh Thắng là thẩm định hồ sơ với mỗi đề xuất vay vốn. Việc thẩm định rất quan trọng nhằm xác định nhu cầu vay, khả năng tài chính, quy mô sản xuất và nhu cầu về lãi suất, qua đó xây dựng phương án vay vốn cùng thời hạn vay phù hợp với việc sản xuất kinh doanh của bà con. Xác định thời hạn vay vốn là để giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc là thu xếp nguồn doanh thu để trả nợ cho ngân hàng đúng hạn. Ví dụ như là khách hàng nuôi trồng nấm thì thường là một vòng quay vốn sản xuất kinh doanh đến lúc thu hoạch là thường là 6 tháng. Thì chúng tôi sẽ cho khách hàng vay trong thời hạn là 6 tháng. Vì thời hạn vay được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất của khách hàng, nên bà con cần sử dụng vốn đúng mục đích để tránh rơi vào nợ xấu. Bởi mỗi loại vật nuôi cây trồng có thời gian sinh trưởng thu hoạch khác nhau, hạn mức vay cũng linh hoạt. Hạn mức cho vay thì căn cứ trên cái nhu cầu vốn của khách hàng trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đó là cũng có căn cứ thêm trên giá trị tài sản đảm bảo của khách hàng để chúng tôi tính toán cái hạn mức phù hợp đảm bảo đủ vốn để cho khách hàng sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay được ngân hàng áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm cho vay lưu vụ. Điều kiện để được vay là bà con còn dư nợ và tiếp tục có nhu cầu vay vốn, không có nợ quá hạn, nợ lãi, dự án, phương án sản xuất đang vay có hiệu quả.